Chào mừng các bạn trở lại video tiếp theo của buổi sáng ngày hôm nay nhá. Các bạn cùng với tôi trở lại cái bãi vật lý vật liệu xây dựng để đi theo bác tài xế công lông bao bánh chở vật liệu xây dựng vào trong một con ngõ nhỏ các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay là con máy xúc Kobatsu, máy xúc cần kỹ thuật đang xúc cát vàng trên chiếc xe công lông bao bánh. Thank you.
cả này đi hơi xa đấy nhỉ. Và ngày hôm nay chiếc xe công nông chúng ta đi ra tận ngoài đồng rất xa các bạn nhé. À, bây giờ các bạn cùng tôi đi theo bác Tài để chứng kiến cái hành trình đổ ven ra tận cái trang trại lợn các bạn nhé. Ra ngoài cánh đồng này nó khá là xa các bạn nhé, có lẽ chiếc xe phải đi khoảng 3 cây số nữa mới đến nơi các bạn. Để thấy cánh đồng quê hương Việt Nam của mình có đẹp không các bạn? I am from Vietnam.
là ngày hôm nay chiếc xe đi rất là xa các bạn ạ. Ở đây là khu vực các cái trang trại nuôi trồng thủy sản, nuôi lợn và trồng cây các bạn nhé. Mời các bạn tham quan đây, rất nhiều nhãn ngon nhé. Đấy, rất nhiều. Đấy, các bạn có thể thấy bên trong này là các cái trang trại vịt các bạn nhé. Đấy, đồ đây là toàn vịt siêu đẻ các bạn nhé. Vịt đẻ. Tài xế đang phải chờ đây để mở cổng. Các bạn đã xem video nhé. Vừa rồi là Paro Ben vô cùng là đẹp mắt và gian lan của chiếc xe công nông bao bánh chở cát vàng đến cái trang trại trong này. Ở đây là trang trại dùng rất nhiều nhãn và nuôi cây trồng các bạn nhé. Tạm biệt các bạn nhé, hẹn lại các bạn ở video sau. Bây giờ mình lại tiếp tục lên đường đi về tìm clip cho các bạn xem. Thanks for watching my video, please subscribe my channel. Thanks so much.